hôm nay chúng ta điểm danh thì được khẩu 182A1 và đấy rất là tuyệt vời. Tuần này trong tháng này thì nó cho chúng ta rất là nhiều súng và rất là nhiều. Và cuối cùng chúng ta còn có thêm một đồng đội Robocop nữa các bạn cố gắng báo danh. Các bạn báo danh đủ thì các bạn được những phần quà rất là giá trị. Thì hôm nay như các bạn thấy thì trong video trước mình giới thiệu đến các bạn khẩu súng cạc Noel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một khẩu súng nữa. Thì nó cũng đã cho kèm trong cái chương trình là cạc Noel. Đó là khẩu súng SKH. SKH này thì mình đã giới thiệu đến các bạn bên phiên bản chiến dịch huyền thoại Trung Quốc rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại ở phiên bản Việt Nam. Như các bạn thấy thì khẩu SKH này nó sẽ có thêm một cái skill là có 7% xác suất kích hoạt chính xác, tăng thêm 10% sức tấn công trong 10 giây, kích hoạt chính xác và tăng thêm 10%, nghĩa là chính xác 10% tấn công trong 10 giây nữa các bạn. Thì cái đó là cái skill của cái khẩu SKH này. Hôm nay mình sẽ mang cái khẩu SKH này ra chơi ở một chế độ mà mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn luôn. Thì như các bạn thấy trong dịp chơi này, điệp vụ nó mở chúng ta một cái là điệp vụ Noel, điệp vụ sân vàng Noel rất là hài hước ở đây. Thì hôm nay mình sẽ làm video chơi cái điệp vụ này. Như các bạn thấy thì điệp vụ có là điệp vụ là bắn khủng bố này, điệp vụ bắn xe này. Hôm nay chúng ta sẽ chơi với điệp vụ bắn Noel. Chúc mừng cái ngày Noel này luôn. Thì nhân dịp Noel mình cũng gửi lời chúc đến tất cả các bạn có một ngày lễ Noel thật là vui bên gia đình bạn bè, một mùa Noel thật là ấm áp hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với điệp vụ Noel. Thì trước khi ra trận mình bỏ thêm đồng đội vào, tại vì đồng đội mình có bỏ ra mất mấy người. Bây giờ mình sẽ trang bị lại đồng đội cho nó thật là bài bản, khi đó mình sẽ chơi. Các bạn cũng cố gắng là nâng cho đồng đội chúng ta mạnh lên và nâng cấp súng của đồng đội nữa các bạn. Thì khi đó các bạn mới đi chơi thì cái chế độ như là thì chế độ như là chúng ta đi chiến dịch thì nó dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử với điệp vụ. Thì mình sẽ thử với cả ba màn luôn, thường khó và ác mộng. Hy vọng là các bạn cũng vượt qua được những màn chơi này. Mình nghĩ là chắc là sẽ vượt qua thôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình bắt đầu với màn thường. Thì cũng như bình thường mình sẽ mua thêm cái may mắn thôi. Rồi ở đây nó không có cho mua may mắn. Thì nó cho chúng ta mang theo là UAV này, cứu thương này, tập trung này, có thể là đường đạn bazooka. Thì mình không xài tập trung, mình xài bazooka đi cho nó hành tráng. Mình rất là nhiều ở đây. Các bạn thấy là bazooka 740, đường đạn tới 630, rất là nhiều. Tạ hồ mà bắn phá. Khi ra trận thì các bạn được thuê người. Tội gì chúng ta không thuê đúng mà, cứ thuê theo người chơi. Các bạn xem kênh của mình, thứ hai các bạn nhớ đăng ký kênh và like giúp mình. Thì mình sẽ làm nhiều video hơn nữa để các bạn cùng xem, cùng giải trí, cùng bàn luận. Đây Noel, tiếp. Đây là những con Noel. Nó có tuyệt chiêu là quăng băng. Đây, con này nhìn rất là hoành tráng, nhảy tinh tinh có lửa đây. Tiếp mà có lửa. Thì ngay đây cũng mới sơ. Các bạn nhìn khẩu này, các bạn thấy là nó cho chúng ta từ từ đã thấy nói qua khẩu súng. Các bạn thấy nó cho chúng ta là cái bình xăng, quăng bình xăng vào đó. Các bạn thấy là quăng bình xăng vào nó cháy, hút máu của nó. Các bạn thấy là sắc tí nè, con bự nhìn nó rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy là chúng ta lại có bình xăng. Thì đây, có xăng ở đây đó, tiếp luôn, rất là vui. Nó giống như lựu đạn vậy. Mình sẽ quăng thêm bình xăng các bạn coi. Chưa kịp quăng thì chết rồi, nó rơi cái đầu xuống. Rất là hài hước luôn các bạn. Thì có một vật phẩm kèm theo, đó là bình xăng. Các bạn cố gắng sử dụng bình xăng, bình xăng nó sẽ tối ưu hơn lựu đạn. Thì trong cái màn dễ mình vượt qua rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ đến với màn khó. Nó không cho mua may mắn thì thôi, các bạn ra trận thuê theo một người. Đấy, các bạn lừa những người nào mà mang súng máy á, cho nó được nhiều đạn, bắn cho
sướng thiêu thiêu. Ở đây các bạn cố gắng là tung bình xăng, bình xăng thì rất là lợi cho chúng ta, nó cháy tại vì tuyết lạnh mà gặp lửa nóng thì nó sẽ sợ đấy, nó nghĩ là vậy. Còn súng này thì có đạn là 28 viên ở đây và nó có kêu các bạn. Hình như lúc đầu mình chúng ta có nói sơ về cái kêu của nó. Những cái con tước nhỏ như thế này thì chúng ta rất là dễ hạ nó thôi. Đây, đây chúng ta gặp boss rồi. Các bạn lấy bình xăng ra, quăng vô. Các bạn thấy nó có kêu là nó tung cái người ở phía dưới của nó. Và thấy bình xăng, tung bình xăng ra là chết ngay. Thì nó có kêu là tung cái cục tước thì nó chỉ mu mu là các bạn bỏ chạy đi là được rồi. Đó, nó nói như vậy thì chúng ta chạy đi chỗ khác. Khẩu súng này rất là mạnh các bạn. Bình xăng này thì nó coi chúng ta, các bạn thấy là lâu lâu khoảng bao nhiêu giây á, nó coi chúng ta một bình. Để các bạn cứ xài đi, mình có tiết kiệm. Ở đây thì các bạn cũng có thể sử dụng tập trung để bắn cái con này. Ở đây mình không có mang tập trung, mình mang cứu thương. Đây, sao chúng ta bình xăng. Các bạn thấy dịch vụ này rất là vui. Đây chúng ta là hạ được đó rồi, còn tí máu nữa thôi. Đó, như vậy là hạ được con tuyết này rồi. Một chiến đấu chơi rất là vui các bạn, hài hước. Thì các bạn thấy thì rất dễ thôi, đó, mình cũng không mất bao nhiêu máu cả. Rồi, bây giờ chúng ta thử qua ác mộng coi nó có khó hay không. Mình bỏ cái bayoka đi, mình xài cái tập trung. Cái con này nó chết chắc kêu rất là vui. Khẩu này bắn nổ đạn rất là hay các bạn. Và không giật. Không giật mấy các bạn, là không giật các bạn. Nói chung thì nó cũng giống như là 14A1 vậy. Con lửa lửa cho nó nhảy ngang qua, không biết nó tấn công mình bằng cái chi gì. Con này nè, mà mình thấy nó nhảy ngang qua thôi chứ nó không có đi dừng lại. Các bạn thấy là cái bình xăng nó coi chúng ta rất là nhiều, các bạn cứ xài đi, bao một bình luôn. Rồi, mình đánh thuộc rồi các bạn. Rồi, như vậy là đã hạ được đó. Tuy là ác mộng nhưng mà rất là dễ thôi. Thì ở đây là một màn để chúng ta chơi nhân dịp lễ Noel. Thì hy vọng các bạn cũng vượt qua được tất cả các màn như mình. Thì đối với các bạn chỉ cần chơi một màn ác mộng thôi, cả 3 ván sẽ có được những phần quà giá trị hơn. Còn mình ở đây là mình giới thiệu đến các bạn đây, mình chơi 3 màn, đó là thường, khó và ác mộng. Bây giờ chúng ta chỉ việc vào mở. Đây, ở đây thì chúng ta được đạn màu lam, đạn màu lục. Gương này thì được màu tím. Đó, như vậy là những phần quà rất là giá trị ở đây. Qua đây thì các bạn thấy là
chúng ta đã xuất hiện thêm một khẩu súng nữa, đó là khẩu SKH. Khẩu này có kêu và nhìn cũng rất là hầm hố, nhưng mà chưa hầm hố bằng bên Trung Quốc đâu các bạn, thì các bạn chờ xem. Khẩu súng này thì nó chỉ cho thuê, nó đi kèm với khẩu SKH, đi kèm với khẩu cạc Grand. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu đến các bạn luôn. Khẩu này trong chương mục tiêu điểm súng của mình thì có rồi. Bên này thì mình làm lại thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một mùa Noel vui vẻ. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những video mới hơn nữa.